Xin chào mọi người ha. Đây, hôm nay là kỳ mình có cắt mấy cây cúc mai nè, cúc 150 cánh, là cúc 150 cánh ha. Đây, này mình cắt ra cái đọt này nè, chúng ta sẽ chữa mấy gốc ghép ha. Chúng ta gỡ mấy cái nhánh này ghép nè, thì nó phải ít gì nó cái gốc cái này nó bằng hoặc là nó nhỏ hơn ha, chứ không được bự hơn ha. Bự hơn thì không có mạnh lắm. Hơi cũng khó mà dính được. Đây, những cái đọt này đọt rất là mạnh nè. Đây, chúng ta cắt khoảng chừng 3 cái lá thôi. 3 lá thôi, chứ đừng cắt nhiều quá ha. Những cái đọt này nè, cái mầm này nè nó già, nó chưa có ra nè, nó nằm đây chờ ngủ. Những đọt này rất là mạnh nè ha. Đấy. Đây, khi cắt vào chúng ta chừng gấp đây mình ghép vào cái chột ha. Vào cái chột trên đây. Đây, nó ra rất là nhiều chột đây. Chúng ta ghép vào đâu, muốn ghép vào đâu thì chúng ta cắt ngay đó. Thì nó ra nhiều chỗ lắm chứ không ra như ý chúng ta đâu. Đây, chúng ta khi chúng ta cây chúng ta nhưng mà đó cắt nó ra tùm lum hết rồi, nó ra 5-6 tược ha, chúng ta giữ lại 1-2 tược thôi chứ không phải là nó ra ngay vị trí này đâu. Đấy, đây chúng ta sẽ vạt ha. Đấy, vạt thì vạt này ha, vạt hình hình cái vạt nêm á, hình cái mũi tên, hình cái mũi tên ở dưới đây thì chúng ta vạt sâu hơn tí. À, lấy lưỡi lam hoặc là vạt ha. Đây, nó điện thoại không có rõ được ha, thấy chưa? Vạt ha, vạt một miếng da ngoài, phải sao da nha, ở trên này cũng vạt miếng. Đấy, hình cái mũi tên nè. Rồi ở trên đây nè, trong đây là chúng ta cũng sẽ vạt ha. Thì chúng ta hơi vạt ở trong này, trong đây hoặc ở trong đây ha, ở trong đây thì hay hơn. Ở trong đây sau này nó sẽ liền liền cốt. Để mình vạt ở ngoài cho mọi người dễ thấy ha. Đây, đây lấy dao lặn xuống lẹ miếng da đây nha. Đây thấy chưa? Đó, rồi nó lặn miếng da, lặn da nha, lặn da chứ không phải lặn xương nha. Đấy, lặn miếng da. Rồi chúng ta sẽ nhét cái này vào. Trước khi ghép thì cái phần gốc ghép và cái phần từ ghép này nè, chúng ta phải cắt phân ha. Cắt phân ít nhất khoảng một nhất là khoảng một tuần lễ. Đây cho phần tiếp xúc, vừa tiếp xúc trong vừa tiếp xúc ngoài nha. Đấy, tiếp xúc trong vừa tiếp xúc ngoài luôn. Tiếp diện tích da tiếp xúc nhiều quá thì nhựa nó sẽ liền với nhau. Đấy ha. Xong, thấy chưa? Đấy, cái lá này thì nó bị cản rồi, cắt bỏ cái lá này ha. Đấy. Đây, nên chọn những cái mắt mà nó còn mới thế này nè. Đấy, thấy chưa? Đặt vào thấy chưa? Đấy, sau đó chúng ta dùng cái dây ni lông ha. Ở đây thì mình dùng dây ni lông. Ni lông này nè, ni lông của áo mưa á. Áo mưa mà, áo mưa là áo mưa rẻ tiền á. Cái áo mưa mà nó bán 5.000 cái, 10.000 cái đâu đó. Áo mưa bận lần rồi bỏ đó. Đây, chúng ta sẽ quấn lại ha. Đây, lấy tay vịn ngay chỗ cái phần mà chúng ta nãy vừa đặt vào nè. Đấy, tay vịn vào rồi quấn thôi, nó chỉ có vậy thôi. Quấn ha, quấn ha. Đây, chúng ta làm nhẹ nhàng thôi ha. Ai làm chuyên nghiệp thì làm lẹ, còn mình muốn chuyện nhẹ nhàng thôi, chả có gì cả ha. Nhẹ nhàng quấn vừa tay thôi, này nó sẽ siết ha. Đấy, này quấn vừa tay thì nó sẽ siết lại. Đây, đây chỉ có vậy thôi. Đây, có thẳng thớ này quạng rồi. Nên chúng ta phải ghép ở phía bên trong này nè, trong này xanh nó liền sẽ đẹp hơn. Ở ngoài này cũng được, ở ngoài này thì nó cũng liền được. Đấy. Quấn khoảng 3 vòng, 4 vòng là nó chắc rồi. Đấy. Còn đối với cái này khi mà ghép không dính cũng không sao á, không dính thì ghép lại chả có sao cả. À, cái đọt thì cái chột này rất là mạnh, không dính người ta ghép bên trong mà ghép trên rồi ghép dưới. Đây, cái này ghép có trừ hao á. À, cắt cái này nó dài dài một chút ha, dài dài một chút để mà khi mà ghép nó bị rớt dính thì người ta cắt lên đây bỏ ha, còn khi mà rớt người ta ghép lại bên trên ha, hoặc là bên hông nào đó. Đây, có làm có trừ hao đấy, vậy đó. Rồi thế là ghép xong rồi đó. Rồi, nhét vô. Đó, quá đơn giản hết chưa?
xem một tợt, bên đây ghép thêm một tợt nữa, đây ghép bên trong vậy thấy nha, cũng y vậy. Đây cũng y vậy ha. Ừ. Rồi chúng ta sẽ chọn đây, chọn những cái đọt, đọt này thì nó không được khỏe lắm. Ừ. Đây gót bên đây một cái, rồi gót đây một cái ha, bên đây, bên đây hình mũi tên á, ở đây cũng y chang vậy ha, chẻ xuống. Ok đây chẻ xuống thấy chưa, xong nhét vào đây, nhét vào ha, đây, nhét vào rồi thấy chưa, rồi quấn lại vậy thôi. Rồi quấn vào nhé. Này quan trọng nhất là trong trong lúc mà khi mà cắt từ ghép này á, đây chúng ta phải cắt phân á, nó đi nó lại rất là nhiều lần. Đấy chúng ta quên mà chúng ta tăng tưới phân cho cái cây mà chúng ta tưới phân cho cái cây mà chúng ta không để ý á, chúng ta cứ cắt ghép vào là nó không có dính được, và khi nó dính á, thì nó sẽ cũng không có phát triển tốt được ha. Đấy dính thì cũng không có phát triển tốt được. Rồi. Rồi thế là xong, là giống cúc 150 cánh. Nay mình cắt tỉa mấy cái này nè, cắt tỉa mấy cái này thì nó dư lại được mấy mấy cái đọt đó, thì tiếc thì mình ghép nó vô như các vậy thôi. Cúc 150 cánh nè. Rồi ok đây xong rồi, làm cái bịch ni lông nè, ni lông này cầm lại để cái chỗ trong mát ha. Thời gian này thì nước thấy khô tới không khô thôi, không có tưới phân thuốc gì hết, để chỗ mát khoảng 15-20 ngày sau, nếu mà lá này còn xanh á là nó đã dính rồi đó, 15-20 ngày sau nó còn xanh, nó ra đọt, nó đó là dính rồi đó. Rồi kết thúc. Yeah. Rồi xin chào nhé.